Bạn hãy nhìn vào video này xem. Cái video hoạt hình vẽ tay này đạt 6,2 triệu view. Và cái video này đã đem lại khoảng 10.000 đô doanh thu trên YouTube. Còn đây là một cách ở Việt Nam trong ngách giáo dục, được thực hiện hoàn toàn bằng theo kiểu video vẽ tay, với 4,1 triệu người đăng ký. Và do đó kiếm được khoảng trên 50.000 đô mỗi năm. Những cái video vẽ tay hoạt hình này á, có thể áp dụng được cho nhiều ngách khác nhau, như là kinh doanh, tài chính, sức khỏe, giáo dục. Và thường đem lại những lượt view rất là cao. Bởi vì những dạng video như thế này giúp cho người xem rất dễ hiểu, thông qua hình ảnh minh họa sinh động. Và tất nhiên, khi view nhiều thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ok, vì vậy, nếu như các bạn làm đúng theo những gì mình hướng dẫn, cộng với sự sáng tạo và kiến thức của riêng bạn, các bạn hoàn toàn có thể kiếm được trên 5.000 đô mỗi tháng. Và đặc biệt là tất cả những công việc này sẽ được hỗ trợ bằng một công cụ rất quen thuộc, đó là Canva. Cho nên các bạn không cần phải biết bất cứ kỹ năng gì về vẽ hoạt hình hay những công cụ đắt tiền nào cả. Bạn chỉ cần làm theo 5 bước như này là được. Vậy câu hỏi đặt ra là những cái video vẽ tay hoạt hình đơn giản này sao lại có thể thu hút được cả triệu lượt view? Có bí quyết gì để thu hút được cả triệu lượt view? Cái bí mật thật sự đằng sau thành công đó là gì? Đừng lo, ở cuối video này mình sẽ bật mí cho các bạn cái cách để các video của bạn vượt trội hơn người khác. Do đó các bạn hãy tập trung theo dõi, làm theo mình hướng dẫn từng bước để không bị bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tóm tắt cho bạn về cách thực hiện. Trước tiên các bạn sẽ sử dụng Canva, thì mình sẽ ưu tiên Canva Raw để chọn format video. Tiếp theo là các bạn vào Elements Shader để chọn các hình ảnh phác họa. Và mình sẽ giới thiệu cho bạn hai website có công cụ Elements miễn phí. Kế tiếp là các bạn tải xuống dưới dạng ảnh và vào lại Canva, chọn format video. Sau đó các bạn chọn công cụ Big Pen để tạo ra hiệu ứng vẽ tay. Cuối cùng là các bạn chỉnh sửa, tải xuống dưới dạng video MP4 là xong. Ok, nhìn có vẻ phức tạp nha, nhưng mà các bạn đừng lo, mình sẽ chỉ bạn cách làm chi tiết ngay bây giờ. Bắt đầu nha. Bước 1, các bạn hãy mở Canva lên và tạo format video. Rồi, ở đây chắc chắn ở bước này á, thì mình sẽ thường sử dụng Canva Raw để có nhiều element đẹp. Thì việc sẽ để cái link Canva bên dưới phần mô tả. Rồi, ở chỗ này các bạn có thể chọn kiểu dạng nào các bạn muốn. Việc sẽ chọn video kích thước là 1920x1080. Bước 2, chọn element section, hay còn gọi là các thành phần như là chữ, icon, nhân vật. Rồi, đây chính là giao diện của Canva nè. Các bạn hãy chèn các thành phần vào ở công cụ là element. Ở đây á, các bạn có hàng ngàn sự lựa chọn để làm video hoặc hình vẽ tay. Các bạn hãy thử tìm kiếm cho mình thêm cái chữ là sketch, và bạn sẽ thấy rất đa dạng hình ảnh khác nhau. Ở đây sẽ có những cái miễn phí, có những cái có phí. Và mình sẽ chia sẻ cho bạn hai website kiếm thêm các thành phần khác miễn phí ở phần cuối nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tìm kiếm cụm từ là Money Sketch và chọn một cái bỏ vào bảng. Rồi mình sẽ điều chỉnh kích cỡ nè và để ở đây. Tiếp theo là mình sẽ chèn thêm một thành phần nữa, và mình sẽ tìm kiếm một keyword khác là Idea Sketch. Rồi, các bạn chọn một cái bóng đèn đi và hãy để nó ở góc trái nè. Xong ha, mình sẽ chèn thêm mũi tên. Và bây giờ mình sẽ tìm keyword là Arrow Sketch. Ok, cái này đẹp nè. Và mình sẽ chèn nó ở giữa cái bóng đèn và tiền như thế này. Và các bạn làm theo nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ chèn thêm chữ. Thì các bạn hãy chọn vào một text, chỉnh cỡ chữ, phông chữ. Nếu là tiếng Việt á, thì các bạn hãy chú ý, hãy chọn phông chữ không bị lỗi phông nha. Mình sẽ đặt ở trên đầu và chỉnh thêm màu sắc. Mình sẽ thay thêm độ bóng nữa. Ok, cái này nhìn có vẻ nổi bật nè. Rồi, một điều lưu ý là các bạn không nên chèn hiệu ứng hoạt hình vào các element, cho nên các bạn hãy đừng dùng hiệu ứng nha. Rồi, bước 3, sau khi đã làm xong, các bạn tải xuống, và lưu ý là tải xuống dưới dạng ảnh định dạng là PNG. Rồi, tiếp theo các bạn hãy trở lại Canva, vào Create Design và chọn dạng format video. Bước 4, bạn hãy vào phần app và tìm cho mình cái chức năng là Speed Better. Cái app này nó chỉ có sẵn trên Canva thôi, cho nên các bạn hãy chọn vào True File rồi upload hình ảnh mà các bạn muốn chuyển sang dạng hoặc hình vẽ tay. Rồi các bạn chọn thời gian cho video, và mình sẽ để là khoảng có 5 giây. Tiếp theo các bạn hãy chọn khoảng thời gian cho color fill. Nếu video của bạn có nhiều màu sắc thì các bạn có thể để là cỡ 3 giây. Ok, ở bước này đảm bảo các bạn hãy chọn cho mình là Asset Hand Effect, là có hiệu ứng vẽ tay. Nếu các bạn không tích vào đây á, thì video của bạn sẽ không có cái tay nào xuất hiện ở trên đây đâu nha. Rồi, bước 5, các bạn hãy click vào Animate Image và các bạn chờ khoảng là cỡ 1 phút. Ok, tới bước này thì video của bạn gần như xong rồi nè. Mình sẽ chỉnh lại kích thước cho vừa khung hình. Rồi, bây giờ mình xem thử thành quả nha. Ok, nếu như bạn muốn làm cho nó ngắn hơn á, thì bạn có thể cắt ngắn thời gian đi, và bạn có thể thêm hoạt hình vẽ tay nữa bằng cách là tạo một bảng mới, upload hình ảnh bạn muốn vẽ và làm các bước tương tự. Khi tất cả các khung hình bạn hoàn thiện xong thì bạn chỉ cần tải xuống.
dưới dạng video là xong. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho bạn thêm hai website khác để bạn tải những cái element miễn phí. Đầu tiên là website tên là Dioram, giúp cho các bạn tạo những hình ảnh phác thảo mà các bạn muốn. Các bạn đăng ký tài khoản xong, mình sẽ ví dụ các bạn muốn tìm element về tiền nè. Bạn nhập vào thanh tìm kiếm chữ là MoneySketch nè, các bạn chọn tỷ lệ khung hình. Đây, bạn thấy không? Nó có rất nhiều hình ảnh phác họa về tiền khác nhau. Các bạn có thể dễ dàng tải xuống và upload lên Canva để làm video hoạt hình như lúc nãy mình hướng dẫn. Rồi, còn cái trang website thứ hai là imageonline.co. Đây là cái trang web trực tuyến để bạn chuyển hình ảnh bình thường sang dạng ảnh vẽ. Hay không? Rồi, các bạn đăng ký tài khoản rồi up hình ảnh lên. Sau đó các bạn bấm vào cái chữ là pencil sketching. Rồi các bạn hãy chờ khoảng vài giây. Đây, đó là các bạn đã có hình ảnh vẽ tay rồi. Và các bạn chỉ cần bấm download là tải xuống cách dễ dàng. Rồi, ok, rồi như đầu video thì mình có chia sẻ là những cái dạng video như này á, không phải các bạn cứ làm đặt lên là có view đâu. Mặc dù những video này rất là hay, nhưng các bạn cần phải có một vài bí quyết. Các bạn hãy chú ý ba điều này. Thứ nhất là các bạn phải hiểu rõ thuật toán của YouTube để video của bạn có nhiều lượt view được đề xuất của YouTube. Các bạn cần phải chọn một cái niche cụ thể và kiên trì bám theo ngách đó. Chẳng hạn như là các bạn làm về niche động vật, thực vật, trái cây, phương tiện giao thông hoặc là thú cưng, vân vân. Và sau đó bạn làm video đều đặn để YouTube hiểu được là cái kênh bạn đang dành cho ai và nó nhận diện được khán giả, nó sẽ dẫn kênh và sau khi nhận diện khán giả thì sẽ đề xuất video của bạn cho những người đó. Điều thứ hai, các bạn hãy chọn ra những chủ đề mà người ta muốn xem. Thường á, những bạn mới hay thích tự suy nghĩ ra chủ đề thì hầu hết kết quả là ít view. Do đó, trước khi bỏ ra công sức để làm video dạng như thế này, các bạn hãy nghiên cứu từ 10 đến 20 topic mà có nhiều view trên YouTube trong cùng niche mà các bạn đang làm. Sau đó các bạn có thể lấy những cái topic đó về làm nội dung khác đi, góc nhìn khác đi, tạo ra một cái giá trị khác cho khán giả, thì cái cơ hội video bạn có nhiều view sẽ rất cao. Và cái điều thứ ba là bạn phải liên tục theo dõi chỉ số CTR và retention rate. Khi mà bạn theo dõi cái chỉ số giữ chân thì cái việc này sẽ giúp cho các bạn cải thiện cái nội dung tốt hơn, chỉnh sửa video thu hút hơn và đặc biệt là thiết kế thumbnail để có tỷ lệ click cao hơn. Ok, và bạn thấy cái video này hướng dẫn có hữu ích hay không? Bạn hãy comment mình biết nếu như muốn mình làm hướng dẫn nào khác nha.